Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện dài tập Tiên Hiệp Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tập số 9 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Diệp Ly khí thế đột nhiên biến đổi, thân hình đứng thẳng tắp, tóc trắng xóa, đồ sộ bất động, làm cho người ta có một cảm giác như một dãy núi lồng lộng. Lòng bàn tay vừa lật đón nhận nắm đấm của Diệp Húc. Một tiếng ầm vang phát ra, mặt đất di chuyển do bị lực lượng phản chấn của hai người khi giao thủ với nhau. Mặt đất rách ra với một vết thật sâu, giống như vết thương lớn vậy. Một mã trưởng quản sự lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng: "Đây là Bão Sơn Quyền, nghe nói là quyền pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất của Diệp phủ chúng ta đấy. Nó giống như ôm ấp một núi lớn, lù lù bất động. Tuy nhiên cái loại quyền pháp này chỉ chú trọng phòng ngự thôi, phản kích cực yếu, được xưng là lấy yếu thắng mạnh. Diệp Ly tổng quán, làm sao lại đánh ra cái loại quyền pháp bảo thủ này vậy?" "Đó là bởi vì nếu dùng loại quyền pháp khác, hắn không có nắm chắc tiếp được càn khôn thủ của Thất gia." Người quản sự lớn tuổi trong mắt tinh quang chợt lóe, không chút nháy mắt nhìn thẳng vào nắm tay của Diệp Húc, tán thưởng không ngừng. "Một quyền này của Thất gia đã đem áo nghĩa của càn khôn thủ lĩnh ngộ tới cực điểm rồi, cho dù là trường chủ có ra tay cũng không cao minh bằng đâu." Mấy người khác đều gật đầu đồng ý. Thực lực của vũ sĩ tất nhiên là vô cùng hùng mạnh, nếu như sử dụng võ học thế tục tất nhiên có thể phát huy uy lực võ học tới mức cực hạn, nhưng đối với lĩnh ngộ võ đạo còn phải xem tư chất của người. Diệp Húc đánh ra một quyền này đã suy diễn càn khôn thủ tới mức cực hạn, đạt tới một độ cao mà người ta mong muốn. Đừng nói là Diệp Ly, cho dù là Mã Tam Bảo cũng không thể theo kịp. Một thiếu niên mới 13-14 tuổi không ngờ đã suy diễn một loại võ học tới trình độ này, không thể không làm cho người ta phải thán phục. "Đại thúc à, hai người bọn họ ai sẽ thắng đấy?" Quản sự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều đứng ở phía sau bọn họ, khẩn trương siết chặt chéo áo, dương đôi mắt to nhìn bọn họ, sợ hãi mà hỏi. Diệp Húc và Diệp Ly giao thủ, sử dụng võ học đã vượt quá nhận thức của nàng. Trong mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Húc một quyền rồi lại một quyền đánh tới Diệp Ly, nhìn ra không ai chiếm được thượng phong cả. "Ai có thể thắng được cuối cùng còn rất khó nói được kìa." Quản sự lớn tuổi chần chừ một chút nói ra cái nhìn của bản thân. "Tuy nhiên theo ý của ta mà nói, Diệp Ly tổng quản tỷ lệ thắng vẫn cao hơn một chút. Diệp Ly dù sao thì tu vi thâm hậu, bước vào tiên thiên võ đạo hơn 30 năm. Hơn nữa tu luyện ra tiên thiên đao cương, dùng quyền pháp lại là Bão Sơn Quyền, điển hình phòng thủ, tiêu hao rất ít. Mà Thất gia dùng càn khôn thủ, tiêu hao chân khí cực kỳ nhiều. Hợp mà lại mà nói, phần thắng của Diệp Ly tổng quản sẽ cao hơn kìa." Hắn nhìn ra trong mắt của Tô Kiều Kiều lộ ra vẻ lo lắng, làm cho người ta không kìm nổi thương tiếc, vội vàng nói: "Đương nhiên đây chỉ là lời nói của ta thôi. Kiều Kiều, cô không cần phải lo lắng. Trường chủ trước khi đi đã dặn mấy lão giả chúng ta bảo hộ cho cô, không cho cô chịu bất luận thương tổn gì cả. Có chúng ta bảo vệ cho cô, Diệp Ly hẳn là không dám làm gì đâu." Giọng nói của hắn còn có chút không xác định. Dù sao so sánh với bọn họ, Diệp Ly quả thực quá hùng mạnh, một bàn tay cũng có thể giết chết được bọn họ. Tô Kiều Kiều lắc lắc đầu, tiếp tục chăm chú nhìn vào giữa sân, lo lắng trong mắt không giảm chút nào. Nàng căn bản không phải lo lắng cho an toàn của mình, mà là lo lắng cho an toàn của Diệp Húc. Nàng và Diệp Húc từ nhỏ lớn lên với nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm của nàng với Diệp Húc đúng là đã sớm vượt qua cảm tình của tôi tớ với chủ nhân. Trái tim của nàng hoàn toàn để trên người của đối phương, chỉ có điều chính mình không cảm thấy được mà thôi. Bên ngoài mã trường, ba con tuấn mã yên lặng đứng trên một chỗ cao. Ba kỵ sĩ trên lưng ngựa lẳng lặng quan sát chiến đấu trong sân. Đột nhiên một vũ sĩ cười nói: "Mã trường chủ, ngươi cảm thấy Thất gia và Diệp Ly người nào sẽ thắng đây?" Mã Tam Bảo, một bộ thanh sam, thản nhiên nói: "Thất gia." Một vũ sĩ khác không kìm nổi mà phản bác: "Không phải như vậy chứ, Diệp Ly tinh tu võ đạo, tuy rằng không có trở thành vũ sĩ, thế nhưng thực lực vẫn là cực kỳ mạnh kìa. Nhất là hắn tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, ngưng tụ tiên thiên đao cương, một đao chém xuống tiên thiên cao thủ cũng phải mất mạng. Thất gia tuy rằng thiên tư kinh người, thế nhưng trước đó không lâu bị thương nặng, tu vi mất hết rồi, chỉ sợ là không phải đối thủ của hắn ta nữa đâu."
Ma Tam Bảo thần sắc bình thản, tiếp tục nói. Không, thất gia sẽ thắng. Hai người lướt nhau, không kìm nổi tiếng cười. Trường chủ thật có lòng tin, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen đi, thế nào? Ta biết trường chủ được phủ chủ tán thưởng, ban cho vũ pháp cao nhất của Diệp gia, thanh giao kiểu kích kìa. Chúng ta đánh cuộc thức thứ nhất của thanh giao kiểu kích với ngươi. Nếu trường chủ thua, chi bằng truyền thức thứ nhất của thanh giao kiểu kích cho chúng ta. Vậy nếu các ngươi thua thì sao? Mã Tam Bảo dường như vui vẻ nói. Thì chúng ta liền đem tâm pháp sở học và vu pháp dốc túi bẩm báo. Được, ta cá. Mã Tam Bảo nao nao quyết định nói thật nhanh. Vu pháp cùng tâm pháp sở học của hai vu sĩ này tuy rằng không thể bằng thanh giao kiểu kích của hắn, nhưng dù sao cũng là công pháp tu luyện chỉ vu sĩ mới luyện được. Nếu có thể lĩnh ngộ được cái gì từ đấy cũng có ích cho việc nâng cao tiến cảnh và tu vi của hắn. Diệp Húc một quyền rồi lại một quyền oanh phá về phía Diệp Ly. Mỗi một quyền của hắn có ngàn cân lực lượng, trầm trọng vô cùng. Mặt đất dưới chân hai người giống như bị một lực lượng lớn lao đánh vào vậy, xé rách như một tấm mạng nhện, trải rộng ra hoa văn kia người. Dù vậy, Diệp Húc vẫn thủy chung không thể phá vỡ được thế phòng ngự của Diệp Ly. Bão Sơn Quyền, loại võ học phòng ngự kỳ lạ này đã được hắn tu luyện tới cắm rễ vào mặt đất, cảnh giới bất động như núi. Diệp Ly đứng đấy giống như một tảng núi cao vời vợi không thể phá vỡ được. Tiểu tạp chúng, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu đấy. Diệp Ly nhe răng cười độc ác. Diệp Húc xuất càn khôn thủ là loại võ học cực kỳ tiêu hao chân khí, số lượng chân khí tiêu hao là cực kỳ kinh người, thế tất không thể kiên trì được lâu. Diệp Húc mỗi một quyền đều có ngàn cân lực, chấn làm cho song trưởng của hắn run lên, khiến hắn vẫn ở trong trạng thái phòng thủ, mất hết thể diện. Tuy nhiên, loại khuất nhục này không coi là gì, chỉ cần Diệp Húc kiệt lực, đó là thời cơ hắn chạm Diệp Húc dưới đao cương của mình. Diệp Ly, trước khi chết ngươi còn nói nhiều lời vô ích như vậy hay sao? Diệp Húc bất động thanh sắc, quyền pháp đột nhiên biến đổi, không hề là càn khôn thủ nữa, mà là một môn quyền pháp bén nhọn tới cực điểm. Xích sắt hàn thiết quay chung quanh nắm đấm của hắn, xoay tròn, rung động bong bong, giống như một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực nhanh vậy. Nó mang theo thanh âm rít gào, thẳng tới Diệp Ly mà đâm. Một quyền này giống như một thanh trường thương sắc bén vô cùng. Tuy không có khí thế rộng lớn như của càn khôn thủ, thế nhưng lợi hại hơn nhiều ở chỗ sắc bén, hung hăng đâm vào bão sơn quyền của Diệp Ly. Nó mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, giống như khí thế xé rách núi lớn vậy. Diệp Ly chỉ cảm thấy hơn 10 cỗ lực lượng theo trưởng tay của hắn chảy vào kinh mạch, hướng theo các loại phương hướng khác nhau mà đi. Nó lập tức làm cho tiên thiên cương khí của hắn rối loạn, không khỏi kinh hô. Chủ gia phá sân quyền. Diệp Húc một quyền này khí thế giống như phá núi mà đi vậy, lập tức lại một quyền đánh tới, khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Ly còn chưa kịp hóa giải lực lượng xâm lấn, vội vàng nhấc tay kia đón đỡ trường lực, lập tức hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bóng dáng hơi lay động. Diệp Húc quyền thứ nhất phá vỡ khí thế bất động như núi của hắn, quyền thứ hai phá vỡ căn cơ cắm rễ mặt đất của hắn. Xoẹt. Xích sắt hàn thiết đột nhiên nổ tung, năm ngón tay của Diệp Húc mở ra, bàn tay trong suốt như ngọc, chỉ một thoáng liền bị mây tím che kín đi. Không khí giảm bớt, khoảng chân không lực màu tím trong nháy mắt được hình thành, chụp thẳng tới Diệp Ly. Một chưởng này hung hăng đánh thẳng vào mặt của Diệp Ly, lực đạo thật lớn bùng nổ, đánh bay hắn giống như đánh bay một con ruồi bọ vậy. Càn khôn thủ. Diệp Ly đứng giữa không trung, trong miệng học ra một ngụm máu, nửa khuôn mặt đã nát vụn đỏ lòm, trong lòng vừa sợ vừa giận. Những người khác nhìn xem nghẹn họng chân chối, hoàn toàn không dự đoán được biến cố này. Diệp Húc sở dĩ không tiếp tiêu hao chân khí, liên tiếp dùng càn khôn thủ tấn công Diệp Ly, chính là vì chuẩn bị cho giờ khắc này. Hắn khiến cho Diệp Ly phải mê muội, đột nhiên sử dụng phá sân quyền, phá vỡ thế bất động như núi của hắn, rồi mới đánh tan Diệp Ly. Thậm chí một kích cuối cùng kinh người kia, hắn không ngờ lại dùng tuyệt học thành danh của Diệp Ly là càn khôn thủ. Bất kể trên phương diện thân thể hay linh hồn, hắn đều muốn hung hăng làm nhục đối phương một phen, đem tôn nghiêm của hắn dẫm nát dưới bàn chân mình. Quản sự lớn tuổi sau một lúc lâu mới phun ra được một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: "Ta từng nghe trưởng chủ nói, Chu Thế Văn của Chu gia chỉ có bề ngoài trung hậu, thật ra tính tình giả dối như hồ ly vậy. Phương thần của Vương gia, ngoại hình đẹp trai, tâm sáng như ngọc, lòng dạ thâm trầm. Hai người này đều là nhân tài hiếm thấy, thật không ngờ thất gia không hề kém cỏi với hai người bọn họ. Thật không hổ là thiên kiêu chi tử của Diệp gia ta, khó trách có thể sánh vai cùng với hai người kia." Tô Kiều Kiều hưng phấn nắm chặt bàn tay nhỏ, hận không thể lớn tiếng mà hoan hô. Hai gã vô sĩ ở bên ngoài chuồng ngựa cũng há hốc mồm kinh ngạc, một lúc lâu chẳng nói ra lời. Phá sân quyền không phải là võ học của Diệp gia, mà là tuyệt học do cường giả của Chu gia chuyên môn nhằm vào bão sân quyền của Diệp gia sáng tạo. Tuy Diệp Ly đã nghe nói đến môn học kỳ lạ này, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được môn võ học này lại xuất hiện trên tay của Diệp Húc,
lập tức ăn một cú thua đau. Nếu đối thủ của hắn là con cháu Chu gia, chắc chắn hắn sẽ không mất đề phòng như vậy. Hắn kiểu gì cũng không thể ngờ, lúc trước Diệp Húc giao đánh với Chu Thế Văn đã tùng môn võ học phòng ngự bão sơn quyền, lại bị Chu Thế Văn dùng phá sơn quyền phá vỡ, cũng bị thua thiệt. Quan hệ của hai người bọn họ không phải là đối địch, cũng không phải bằng hữu. Sau khi giao lưu võ học, Diệp Húc cố tình lãnh giáo phá sơn quyền của Chu Thế Văn. Tuy Chu Thế Văn chỉ giảng giải nguyên lý của phá sơn quyền, cũng không nói tỉ mỉ về công pháp, nhưng Diệp Húc lại dựa vào sự lĩnh ngộ kinh người của mình suy diễn môn võ học này cũng được đến 7-8 phần. Người Diệp Ly đang ở giữa không trung chưa hạ xuống, lại thấy Diệp Húc đột nhiên bạo khởi, nhảy giữa không trung, bàn tay lớn màu tím chụp về phía hắn, không khỏi kinh hãi muốn chết. Phanh một tiếng, hắn vội vàng ngăn cản, xương cánh tay gần như bị Diệp Húc đánh gãy. Vừa mới rơi xuống đất, đón tiếp hắn lại là một nắm tay thật lớn bay tới. Oanh! Bão sân quyền của hắn hoàn toàn bị phá, bị thương minh chân khí xâm nhập ngang dọc khắp cơ thể. Trong người hắn đột nhiên xuất hiện một tràng pháo dài, các quyệt đạo toàn thân phát ra tiếng lanh cách, làm đảo lộn khí huyết của hắn, cương khí cũng không thể tuần hoàn theo đường đi của bão sơn quyền. Thế công của Diệp Húc như mưa rền gió dữ, chỉ cần chiếm được thượng phong sẽ không ngừng tấn công, kéo dài không dứt, chỉ khi nào đánh chết hoặc đánh cho đối phương tàn phế mới thôi. Ở điểm này, Phương Hòa, người đã chết, rất có hiểu biết. Mà giờ phút này, Diệp Ly rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác bị tàn phá này. Mã Tam Bảo nhìn đến đây, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh một cái, thản nhiên nói: Diệp Ly chết chắc rồi. Hai người hồn bay phách lạc vẫn cố nói cứng: Chưa chắc đã như vậy, hiện tại còn chưa phân thắng thua, cách sống chết còn xa lắm, Diệp Ly vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Hơn nữa, cho dù hắn đánh không lại Thất Gia, nhưng vẫn chạy trốn được mà, nếu không chúng ta là đánh cuộc lần nữa nào. Ồ, các ngươi còn có thể lấy ra cái gì nữa đây? Mã Tam Bảo khinh thường nói. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Về vu sĩ, trừ tâm pháp tu luyện và vu pháp, chỉ có thiên tài địa bảo và các loại vu bảo mới có thể làm bọn họ động tâm. Vàng bạc tầm thường không được bọn họ để vào trong mắt. Ở giữa sân, trong miệng Diệp Ly không ngừng tràn ra máu tươi, bay nhanh lùi về phía sau. Diệp Húc lúc này liên tục công kích, sớm đánh tan ngạo khí của hắn, đập tan dũng khí của hắn, khiến cho lòng tim của hắn không cánh mà bay. Giờ phút này, hắn đã không còn cảm giác ưu việt đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, trốn thật xa khỏi tên sát thần này. Lực chân của hắn vẫn mạnh như trước, tuy là chạy trốn chối chết, nhưng một bước hạ xuống của hắn vẫn khoảng 5-6 mét. Hai tên chân ngựa không kịp tránh né, bị hắn đụng vào, lập tức tan xương nát thịt. Tuy hắn bị phá, bão sân quyền, nhưng thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm. Hắn vẫn bảo tồn lực chiến đấu cường đại. Sát! Diệp Húc theo sát phía sau của hắn như bóng với hình, quát lớn. Nắm tay đột nhiên trở nên tối đen như mực, dường như được đúc từ kim cương rắn chắc. Giơ tay nhấc chân đều phát ra tiếng lang keng, đánh một kích về hướng của hắn. Kim cương phục ma công. Môn võ học này cũng được hắn tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Lúc trước hắn tu luyện môn võ học này đến đỉnh phong cũng chỉ có màu đồng thau, mà hiện giờ là tinh cương càng thêm cứng rắn. Một quyền này phối hợp với lực lượng tiên thiên của thân thể, khiến cho Diệp Ly cảm thấy đập vào mặt không phải chỉ là một quyền, mà là một tòa núi màu đen cực lớn. Quyền trưởng tương giao, Diệp Ly chỉ cảm thấy nắm tay bộc phát ra một cỗ lực lớn như kiểu chiến xa sắt thép nghiền áp vậy. Đúng vậy, chính là nghiền áp. Diệp Húc muốn dùng lực lượng to lớn của thân thể tiên thiên để nghiền chết hắn. Tuy Diệp Húc tu luyện đến thương minh luyện thể quyết kiểu trọng, nhưng luận tu vi hắn còn lâu mới thâm hậu bằng Diệp Ly. Đối mặt với tiên thiên cương khí của Diệp Ly, thương minh chân khí của hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng nếu luận lực lượng thân thể, Diệp Ly lại cách hắn cả vạn dặm. Ở Ô Đầu Lĩnh, hắn có thể dễ dàng nhấc được tảng đá lớn cả ngàn cân, lên núi, xuống núi, nhảy nhót như bay. Giờ phút này, mỗi quyền mỗi cước của hắn đều có lực lượng hơn ngàn cân. Diệp Ly bị đánh cho cả người tê dần, xương cốt như rời ra, lục phủ ngũ tạng của hắn gần như đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Chòm râu trắng vương đầy vết máu loang lổ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, đao cương phóng lên cao. Đạo đao cương này, hắn vận dụng cương khí toàn thân, có thể nói là vô địch. Ánh đao vô cùng chói mắt, khiến cho thái dương cũng mất đi hào quang. Sự chói mắt ấy khiến cho tất cả mọi người không kìm nổi phải nhắm mắt lại. Hắn đã liều mạng, nhưng đạo đao cương này không phải nhằm vào Diệp Húc, mà là thẳng tiến tới chỗ của Tô Kiều Kiều. Đao khí sắc bén chợt lóe qua, đã cắt ngang mười mấy tên mã nô thành hai đoạn, thậm chí trong đó còn có hai vị quản sự đã tiếp cận tiên thiên võ đạo. Khí thế của đao cương không hề giảm, bay thẳng đến đỉnh đầu của Tô Kiều Kiều, đột nhiên dựng thẳng đánh xuống đầu. Một đao này dài gần 5 thước, dài gần bằng chiều dài của một chiếc xe ngựa, khí thế vô biên, sắc bén vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Húc bất chấp việc xử lý Diệp Ly, chân chạy như điên,
dường như cùng lúc đao cương tiên thiên đến trước mặt cô gái, gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo đao cương đang đánh xuống. Trong nháy mắt khi Diệp Phúc đi cứu viện, Diệp Ly cũng xoay người lao như bay về phía Diệp phủ. Một đao này hắn phát ra khiến cho cương khí trong cơ thể gần như bị khô kiệt, thực lực căn bản không thể cùng Diệp Phúc đối kháng được nữa. Tuy nhiên hắn nhằm vào Tô Kiều Kiều, mục đích chính là vây ngụy cứu Triệu, khiến cho Diệp Phúc không rảnh mà đối phó với mình. Chỉ cần có thể thoát khỏi Diệp Phúc, trốn vào Diệp phủ, dù Diệp Phúc có gan lớn tày trời cũng không dám vào trong Diệp phủ mà giết người. Hắn là tổng quản ngoại môn của Diệp phủ, là nô tài dưới trướng của tổng quản nội phủ Diệp Tư Mẫn. Chỉ cần trốn vào trong Diệp phủ, Diệp Tư Mẫn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đến lúc đấy, Diệp Phúc cho dù có 9 cái mạng cũng đều bị Diệp Tư Mẫn diệt sạch. Trong giây lát, khi Diệp Ly đã chạy được hơn mấy chục thước, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lạnh từ sau lưng truyền tới, khiến cho lông tóc của hắn dựng đứng lên. Hắn vội vàng quay đầu lại, một dây xích sắt đen xì như con rắn lớn bay thẳng tắp về phía hắn. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, đâm vào giữa trán của hắn, xuyên thủng đầu hắn. Diệp thiếu báo, người không có sợ xích sắt này thì sao có thể ngăn cản tiên thiên đao cương của ta được? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Ly, sau đó hắn lập tức bị vô cùng vô tận hắc ám bao phủ. Trong xích sắt chứa lực lượng thật lớn, mang theo thi thể của hắn vẫn tiếp tục bay về phía trước. Vừa lúc gặp một con tuấn mã đang chấn kinh chạy qua, dây xích sắt xuyên thủng qua con tuấn mã, lại bay tiếp hơn 10 bước, đinh một tiếng đâm vào trên vách tường. Con tuấn mã đó vẫn chưa chết, bị đóng đinh trên tường, hí lên không ngừng. Diệp Phúc che trước người Tô Kiều Kiều, hơn 1.000 con bướm tím bay lượn, con này rơi xuống con kia lao lên về phía tiên thiên đao cương. Như con thiêu thân lao vào lửa, chỉ nghe tiếng bợ vang không dứt, lại không cách nào mà ngăn cản được một đao này. Tiên thiên đao cương tiếp tục đánh tới, ép cho hắn gần như không thể thở dốc. Một đao toàn lực của Diệp Ly, uy lực thật sự là khủng bố, lấy tu vi của hắn mà ngăn cản thì không có khả năng. Bão Sơn Quyền. Thân hình Diệp Phúc chấn động, ngưng tụ khí thế, tập trung không tản, bất động như núi. Quyền pháp Diệp Ly tinh thông, hắn cũng đồng dạng tinh thông, thậm chí lại càng thêm xuất sắc. Cùng lúc đấy, hai tay của hắn biến thành màu đen, vận chuyển kim cương phục ma công, tay nâng lên chụp về phía đao cương. Bão Sơn Quyền, kim cương phục ma công, hai môn pháp học phòng ngự rất mạnh, được hắn dùng hỗn hợp, lại dùng tiên thiên thân thể của hắn. Lực phòng ngự của sự phòng ngự này trước nay chưa từng có. Đây là hắn muốn dùng sự phòng ngự cường đại của bản thể để cứng rắn chống lại tiên thiên đao cương. Tiên thiên đao cương đột nhiên rơi xuống, nhập vào lòng bàn tay của hắn. Ánh lửa văng ra tứ tung, phát ra âm thanh ken két, dường như tay của hắn không phải là máu thịt thân xác, mà là được đúc từ sắt thép mà ra. Kim cương phục ma công bị phá trước tiên, 10 ngón tay của hắn bị cương khí đâm nát, máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt. Diệp Phúc điên cuồng hét lên, tóc đen tung bay, từng sợi dựng đứng, sau đó trong thân thể hắn truyền đến tiếng lách cách bạo vang. Bão Sơn Quyền trong nháy mắt này cũng bị phá giải. Đao cương tiếp tục đâm xuống, nhập vào xương cổ tay của hắn, từng chút một đâm xuống phía dưới, dường như muốn cắt cánh tay của hắn thành hai phần, sau đó thuận thế chẻ đôi người của hắn từ đầu đến chân. Mặc dù Diệp Ly chết, nhưng đao cương của hắn vẫn còn, đây là một đao toàn lực của hắn trước khi chết, thậm chí càng nguy hiểm hơn lúc hắn còn sống. Muốn triệt để loại bỏ một đao này, chỉ có cách làm cho uy lực của đao này hoàn toàn phát huy. Tuy nhiên dựa vào tu vi hiện tại của Diệp Phúc, căn bản không thể ngăn cản uy năng của một đao này, lực phòng ngự cường đại của tiên thiên thân thể cũng không được. Mã trưởng chủ, phải ra tay hay sao? Ở bên ngoài mã tràng, hai gã vu sĩ gắt gao nhìn thẳng vào đạo tiên thiên đao cương. Một trong hai người mở miệng lên tiếng: nếu còn chưa ra tay, chỉ sợ thất gia sẽ bị đánh chết mất thôi. Ánh mắt của Mã Tam Bảo thâm thúy, không nhìn về phía Diệp Phúc mà nhìn về phía bên kia mã trường, hạ giọng nói: chờ một chút. Hai gã vu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng, khoảng 30 tuổi, đang đi bộ từng bước về hướng mã trường. Trên đỉnh đầu, thanh sắc nguyên khí bắt đầu khởi động, như một đóa mây xanh nho nhỏ, đằng đằng sát khí, không kịp nổi mà hô nhỏ: Diệp Tư Mãnh. Ây da, thật ra thật là liên tiếp bất lợi mà, vừa mới dứt xong Diệp Ly, tiên thiên đao cương của hắn còn chưa chắc đã đối phó được, thật không ngờ Diệp Tư Mãnh cũng xuất hiện rồi. Diệp Tư Mãnh không ngu ngốc như Diệp Ly, chỉ tu luyện đến tiên thiên, vu pháp của hắn lấy từ vu khố của Diệp Phủ, là đại danh đỉnh đỉnh ưng xà song kích kìa, tể danh cùng với thanh giao cửu kích. Tuy thực lực của hắn chỉ là bồi nguyên nhị phẩm, nhưng khi sử dụng ưng xà song kích lên, thực lực không chút nào thua kém bồi nguyên tam phẩm, thậm chí tứ phẩm, đánh chết cường giả võ đạo như Diệp Ly rất là dễ dàng. Hai gã vu sĩ nhìn nhau, có ý lui bước, thấp giọng mà nói: hơn nữa hắn là người của nội phủ, nếu hắn ra tay với thất gia, chỉ sợ vu sĩ ngoại môn chúng ta không tiện ngăn trở. Hai người bọn họ đều xuất thân từ gia nô,
là vũ sĩ thuộc ngoại môn Diệp phủ. Tuy đã thoát khỏi nô tịch, nhưng thân phận địa vị còn lâu mới bằng được vũ sĩ của nội phủ. Mã Tam Bảo cười lại một tiếng. Nơi này là Mã Trường, cho dù phủ chủ tự mình đến cũng phải tuân theo quy củ của Mã Mỗ ta kìa. Hai người bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoan cố. Mã Tam Bảo có gan đắc tội nội phủ, bọn họ cũng không có gan này. Ngay cả Diệp Ly bọn họ cũng không muốn đắc tội. Trong lòng hai người đã quyết định, nếu Mã Tam Bảo phát sinh xung đột với Diệp Tư Manh, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. À, vì sao tiên thiên đao cương của Diệp Ly biến mất rồi vậy? Một gã vô sĩ nhìn lướt qua Mã Tràng, thấp giọng kinh hô. Lúc trước, lực chú ý của bọn họ tập trung trên người của Diệp Tư Manh, không rảnh xem xét tình hình Diệp Húc. Không ngờ tới vừa quay đầu lại, đã phát hiện đạo tiên thiên đao cương đánh xuống Diệp Húc tự nhiên đã biến mất, chỉ còn lại thiếu niên áo lam đứng đấy. Bọn họ không thấy tình hình lúc đó, nhưng những người khác lại thấy rất rõ ràng. Một đám người đứng ngây ngốc tại chỗ, thậm chí ngay cả Phương phu nhân cũng nghẹn họng chân chối nhìn, bộ dáng như gặp quỷ vậy. Tình hình lúc đó quỷ dị vạn phần, đạo tiên thiên đao cương đó vừa nhập vào trong bàn tay của Diệp Húc, muốn cắt hắn thành hai phần, tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ, cho rằng chắc chắn hắn phải chết. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người không ngờ tới là hình dáng của đao cương đó lại từ từ thu nhỏ lại, trong thời gian hô hấp một cái liền biến mất, như là bị hai tay của Diệp Húc nuốt mất vậy. Ăn sống nuốt tươi một đạo tiên thiên đao cương dài năm thước, bọn họ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe đến tình huống như vậy. Nếu là đám người Mã Tam Bảo nhìn thấy tình hình này, tất nhiên sẽ biết không phải Diệp Húc nuốt đạo tiên thiên đao cương này, mà là kéo đạo đao cương này vào trong cơ thể, dùng chân khí của bản thân để mà chấn áp. Mặc dù tiên thiên đao cương vô cùng sắc bén, nhưng đồng dạng cũng được hình thành từ cương khí, chỉ là sắc bén quá mức mới bày ra uy lực không gì sánh nổi. Nhưng về bản chất vẫn là chân khí, khi đạt tới cấp bậc tiên thiên, bởi vậy Diệp Húc mới có thể phân giải đạo đao cương này thành cương khí kéo vào trong cơ thể. Thủ đoạn của thất gia thật phi thường. Trong mắt quản sự lớn tuổi lộ ra sự kính sợ, tán thưởng mà nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bây giờ Diệp Húc còn chưa đến tiên thiên cấp bậc, đã đem một cường giả nhiều năm ở cảnh giới tiên thiên, tu vi đạt tới cương khí ngoại phóng giết chết, thậm chí dễ dàng thôn phệ đao cương. Thủ đoạn này vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng kinh ngạc. Kỳ thực Diệp Húc có nỗi khổ chỉ mình biết được. Mặc dù tiên thiên đao cương bị hắn phân giải thành cương khí và kéo vào chấn áp trong cơ thể, nhưng vẫn có uy lực rất mạnh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngưng tụ thành hình, đâm phá thân thể hắn, xé hắn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hành động này của hắn cực kỳ mạo hiểm, tương đương với trong cơ thể tồn tại một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn không thể tiếp được đạo tiên thiên đao cương. Sở dĩ hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là đạo đao cương này tập trung tất cả cương khí toàn thân của Diệp Ly, ngoại trừ một bộ phận đã bị tiêu hao, ít nhất cũng là một nửa tu vi của Diệp Ly. Nếu có thể luyện hóa đạo đao cương này thành tu vi của chính mình, dựa vào cỗ cương khí này, hắn sẽ dễ dàng đột phá cảnh giới cánh cửa thập trọng của Thương Minh luyện thể quyết, bước vào cảnh giới tiên thiên, đỡ đi hơn một tháng khổ luyện vất vả. Một tháng thời gian có vẻ không dài, nhưng với đám thiên tài Phương Thần và Chu Thế Văn thì thời gian ngắn như vậy cũng đủ để vượt xa hắn. Nếu một tháng sau hắn mới có thể thành tiên thiên cấp bậc, chỉ sợ tùy tiện một bàn tay của hai người kia đều có thể nghiền chết hắn. Sự chênh lệch to lớn giữa cảnh giới vũ sĩ và võ đạo tiên thiên căn bản là người thường không thể tưởng tượng ra được. Xoẹt. Quần áo sau lưng của hắn đột nhiên rách ra, lộ ra một đạo đao ngân dài nửa thước, loang lổ vết máu, dường như từ trong cơ thể của hắn có một lưỡi dao sắc bén cắt ra phía ngoài vậy. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, một đạo đao cương này của Diệp Ly không ngờ lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, lại có du thế thành hình. Hiện giờ hắn đã kéo đao cương vào trong cơ thể để chấn áp, nếu bị đao cương chiếm thượng phong, thân thể hắn ngay lập tức chỉ sợ sẽ chia năm xẻ bảy. Hắn không dám cử động gì, chỉ có thể liều mạng vận chân khí dẫn đao cương về hướng đan điền. Đan điền của hắn cực kỳ rộng lớn, lại có bạch ngọc lâu chấn áp, cho dù đao cương có hơn một nửa tu vi của Diệp Ly cũng không thể trở mình được bao nhiêu trong đan điền của hắn. Đừng động vào hắn. Tô Kiều Kiều thấy Diệp Húc vẫn không động đậy, trong lòng lo lắng vạn phần, đang muốn tiến lên, quản sự lớn tuổi vội vàng ngăn nàng, cắt cao nhìn Diệp Húc, bộ dạng như gặp đại địch, vô cùng khẩn trương nói: "Thiếu gia làm sao vậy?" Tô Kiều Kiều không kìm nổi hỏi. Niên trưởng quản sự lắc lắc đầu, không trả lời, rút ra vỏ kiếm bên hông, chậm rãi đi về phía Diệp Húc. Vỏ kiếm vừa chạm đến quần áo của hắn, đột nhiên từ trong cơ thể hắn có một đạo đao mang rất nhỏ đâm ra, bang một tiếng, vỏ kiếm bị chấn thành phấn vụn. Cánh tay quản sự lớn tuổi rung mạnh, đau đớn kêu lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, nhìn lên tay, chỉ thấy hổ khẩu của hắn không ngờ bị đánh mạnh mẽ, máu tươi đầm đìa. "Mọi người nhanh chóng lưu lại, cấm đứng gần hắn ta."
Quản sự lớn tuổi vội vàng lớn tiếng hét lên. Tuy hắn không nhìn ra được Diệp Húc rốt cuộc đang làm gì, nhưng cũng biết Diệp Húc chắc chắn đang gặp nguy cơ rất lớn. Người khác không thể giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn để thoát khỏi khốn cảnh. Đám chân ngựa cuống quýt tản ra, tránh Diệp Húc như tránh né ôn thần. Quản sự lớn tuổi cũng là cao thủ võ đạo, đã nửa chân bước vào tiên thiên cảnh giới, là nhân vật thứ nhất thứ hai ở mã tràng. Vậy mà chỉ hơi đụng chạm chút đến Diệp Húc, hổ khẩu liền bị đánh cho vỡ toang. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị đao khí chém giết. Qua một thời gian lâu sau, rốt cục Diệp Húc cũng mở ra hai mắt, thở nhẹ ngụm khẩu khí, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Đạo đao cương này rốt cục cũng bị hắn thành công ép vào trong đan điền. Nếu là người khác, đừng nói bị tiên thiên đao cương xâm nhập đan điền, cho dù chỉ là dị chủng chân khí, nhẹ thì tu vi cũng bị hao tổn lớn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cũng có thể xảy ra. Đây bởi vì đan điền là nơi trọng yếu của người luyện võ, trọng yếu trong trọng yếu. Nếu bị chân khí của người khác xâm nhập, chẳng những khó có thể thanh trừ, còn dễ lưu lại ám thương cho chính mình. Nếu là tiên thiên đao cương, một đao liền phá vỡ đan điền, trọng thương không thể trị nổi. Nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng chút nào. Trong đan điền của hắn, thương minh chân khí như mấy ngàn đóa hoa tím bay phiêu đãng, giống như một biển mây màu tím vậy. Phía trên biển mây, một tòa bạch ngọc lâu to lớn chấn áp thương minh chân khí, khí thế mạnh mẽ. Đạo tiên thiên đao cương kia vừa mới tiến vào đan điền, lập tức sinh long hoạt hổ, ngưng tụ thành hình, biến thành một thanh đại đao vô cùng lớn, tản mắt ra từng trận hung uy. Đao khí vô cùng lớn bổ về phía thương minh chân khí của hắn, như là muốn biến tất cả mây tím thành hư không vậy. Đạo tiên thiên đao cương này ngưng tụ nửa đời công lực của Diệp Ly, vượt xa thương minh chân khí của Diệp Húc. Nếu bị một đao này đánh tới, tu vi của hắn chắc chắn bị phế lần nữa. Tiên thiên đao cương còn chưa tiếp cận biển mây, bạch ngọc lâu đột nhiên chấn động, một làn sóng màu xanh hạ xuống. Đao cương bị gợn sóng kia tấn công, lập tức tan rã, không cách nào ngưng tụ lần nữa, biến thành một đóa mây xanh to lớn vô cùng, lơ lửng cô linh ở bên ngoài biển mây màu tím. Đóa thương vân này thuần túy được tạo thành từ tiên thiên đao cương khí, so với biển mây của Diệp Húc còn lớn hơn mấy lần. Chỉ cần ta luyện hóa được đóa thương vân này, chắc chắn sao có thể đột phá ranh giới thập trọng, đạt tới tiên thiên rồi. Diệp Húc hoàn toàn yên tâm, lúc này đây, hắn có thể nói là nhân họa đắc phúc. Nửa đời công lực của Diệp Ly cường đại thế nào, chỉ cần luyện hóa hấp thu đám cương khí này, tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, liền vượt qua cánh cửa khó khăn nhất, đạt tới tiên thiên võ đạo. Hắn đi nhanh về phía thi thể Diệp Ly, đi đến đâu, đám chân ngựa đều tản ra, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Ly là cường giả tiên thiên tu luyện đến mức cương khí phóng ra ngoài, cũng bị hắn cứng tay đánh chết. Giờ phút này, trong lòng đám chân ngựa, Diệp Húc dĩ nhiên là cao thủ võ đạo thứ nhất của ngoại môn Diệp phủ. Diệp Húc giơ tay chụp lấy Hàn Thiết Liên, xích sắt Hàn Thiết, tay vừa xuất ra, đột nhiên dừng lại, trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một cỗ khí cơ đã lặng yên khóa chặt hắn lại. Cỗ khí cơ này sung mãn thô bạo, hiếu sát, vô cùng điên cuồng. Khí thế của Diệp Ly so với cỗ khí thế này quả thực chỉ là một đứa trẻ vừa mới học đi. Diệp Húc gian nan quay đầu, chỉ thấy một thanh niên áo trắng, bộ dạng âm trầm đi nhanh về phía hắn. Thập Thất Thúc. Diệp Tư Manh đi vào mã tràng, đẩy ra đám người, đi thẳng đến chỗ hắn, sát khí đằng đằng, khí thế khóa vào Diệp Húc, trong mắt không còn ai. Tư Manh, chính là tên xúc sinh này đã giết Kiên Nhi này, mau giết hắn cho ta. Phương phu nhân lúc này nhìn thấy trượng phu, tinh thần rung lên, lớn tiếng mà quát. Diệp Tư Manh hừ lạnh một tiếng, thanh sắc nguyên khí trên đỉnh đầu lay động, chậm rãi hình thành một cái ưng chảo lởm chởm. Trên chảo xếp đầy những lân phiến kỳ quái, một cỗ khí tức lợi hại mênh mông phát ra. Đây là một cái ưng chảo cao chừng 2-3 thước. Phía trên ưng chảo, một mảnh lông vũ màu xanh nhanh chóng hình thành, dần dần tạo thành một con ưng độc chảo, không đầu, khổng lồ. Ở cổ con ưng lớn, chậm rãi xuất hiện một cái đầu rắn. Từng phiến lân phiến màu ngọc bích trống rỗng sinh ra, dần hình thành thân hình con rắn lớn vảy ngọc bích. Điều quỷ dị là con rắn lớn này có đầu không có đuôi, giống như cùng với con chim ưng lớn màu xanh tạo thành một chỉnh thể. Mà phía sau con ưng lớn cũng không phải là đuôi, cánh mà là một cái đuôi rắn thật dài. Quái vật này không biết là ưng hay là rắn, đầu đuôi dài đến 6 mét, đứng ở trên đỉnh đầu Diệp Tư Manh, cái đuôi buông xuống mặt đất vẫn dài hơn 3 thước. Đây là vu pháp của vu sĩ ưng xả song kích. Gọi là ưng xả song kích không phải nói đến hai loại động vật chim ưng và rắn, mà là một loại thượng cổ yêu thú gọi là ưng xả. Loại yêu thú này hung tàn hiếu sát, tuy không thần thông quảng đại như mãng cổ chu cáp, nhưng hung ác hơn mãng cổ chu cáp gấp trăm lần, đi đến đâu máu chảy thành sông tới đấy. Môn vu pháp ưng xả song kích cũng coi như nổi danh lừng lẫy ở Liễu Châu Thành, có thể nói là vu pháp thượng thừa, vu sĩ của tam đại thế gia tu tập rất nhiều. Khí tức của Diệp Tư Manh càng ngày càng mạnh, gắt gao áp chế Diệp Húc,
Tóc hắn không có gió cũng bay, quần áo bay phấp phới. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên thấy vũ sĩ khủng bố như vậy, chỉ dựa vào khí thế cũng có thể ép cho hắn không động đậy được, thậm chí ngay cả thương minh chân khí cũng lùi về trong đan điền. Trước đây Mã Tam Bảo vì muốn thử xem thương thế của hắn đã hồi phục như cũ hay chưa, thi triển nguyên khí đại thủ ấn tấn công hắn. Nhưng lần đấy Mã Tam Bảo vận dụng không đến một phần nghìn lực lượng, hơn nữa trong lòng không có sát ý. Mà lúc này Diệp Húc giết Diệp Kiên, vì vậy Diệp Tư Manh đã động sát tâm với hắn, muốn giết hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng điều hắn không thể ngờ chính là khí thế của vu sĩ lại khủng bố như vậy, không chỉ khóa trụ thân thể tiên thiên của hắn, ngay cả chân khí cũng không thể vận dụng. Đây chính là cảnh giới áp chế. Diệp Húc từng nghe người già trong Diệp phủ nhắc tới cảnh giới áp chế của vu sĩ. Tất cả vu pháp đều từ nguyên thần thôi động nguyên khí, nguyên thần ký thác ở trong nguyên khí. Cảnh giới của vu sĩ càng cao, nguyên thần càng mạnh, cảnh giới áp chế lại càng cường đại. Chỉ cần tu vi cao thâm là có thể vững vàng ngăn chặn đối phương, khiến cho thực lực đối phương giảm mạnh. Tình huống này cực kỳ rõ ràng. Khi vu sĩ đối mặt với cao thủ võ đạo không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hiện tại hắn đã biết được sự cường hãn của cảnh giới áp chế, khiến hắn không có chút sức lực phản kháng nào. Diệp Tư Manh từng bước đi tới chỗ hắn, mỗi bước chân hạ xuống trầm trọng vô cùng. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Húc không ngừng rơi xuống. Khoanh tay chịu chết không phải tác phong của hắn. Mặc dù đối thủ là vu sĩ, hắn cũng muốn chống lại một phen. Trong yết hầu của hắn phát ra tiếng giống như dã thú, ra sức thu động chân khí đang bị gắt gao áp chế. Trong đan điền của hắn, bạch ngọc lâu hơi chút chấn động, từ từ chuyển động, đem thương minh chân khí lưu chuyển, khiến cho áp lực của hắn giảm bớt vài phần. Tòa ngọc lâu thần bí này rốt cục cũng bị hắn thôi động. Diệp Húc không kịp vui mừng, tiếp tục tăng thêm lực thôi động, tốc độ bạch ngọc lâu xoay tròn dần nhanh hơn. Gió cuốn mây bay, từng đạo thương minh chân khí bị đẩy ra ngoài đan điền, rót vào bên trong kinh mạch đang khô cạn. Đột nhiên ưng xà trên đỉnh đầu Diệp Tư Manh phát ra tiếng kêu bạo ngược, đánh về phía hắn. Một cái ưng chảo bao phủ cả người hắn, chụp xuống phía dưới. Diệp Tư Manh rút cục ra tay với hắn. Tinh thần Diệp Húc rung lên, trong cơ thể lại sung mãn lực lượng mênh mông, rút ra hàn thiết liên. Thân ảnh vừa động giống như con rơi lớn bay ra bên ngoài mấy trượng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ưng chảo kia dừng ở trên đất trống, đào ra trên mặt đất một cái hố lớn. Hàn thiết liên của Diệp Húc rung lên, khóa chặt ưng chảo lại. Rầm một tiếng, lực lượng con ưng xà này chất chứa đạt tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhàng chấn vỡ hàn thiết liên. Sợi dây xích sắt này có thể chống đỡ được đao cương của Diệp Ly, nhưng trước mặt vu pháp không ngờ chỉ bình thường như đậu hũ, một kích liền vỡ. Trong lòng Diệp Húc trầm xuống, chênh lệch giữa hắn và Diệp Tư Manh quá lớn, lớn đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng. Thực lực của vu sĩ mạnh như vậy, bất luận cao thủ võ đạo nào cũng không thể đỡ nổi một kích được. Khó trách vu hoàng thế gia cấp quyền lực lớn cho vu sĩ như vậy. Nếu có nô tài trở thành vu sĩ, liền lập tức cho bọn họ thoát khỏi nô tịch, đảm nhiệm trọng trách kìa. Trong mắt Diệp Tư Manh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cho rằng dù Diệp Húc tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiên thiên bát thể cũng tuyệt đối không tiếp được một chiêu của mình. Không nghĩ tới Diệp Húc cũng chỉ không bị khí thế của hắn chấn áp, tránh thoát một kích của hắn, thậm chí còn ra tay phản kích. Điều này quả thực vượt khỏi sự hiểu biết căn bản của hắn. Hắn bước nhanh lên phía trước, ưng xà trên đỉnh đầu do nguyên khí hình thành mở ra cái mồm lớn như là có thể nuốt được một người trưởng thành, đột nhiên quặp xuống phía Diệp Húc. Tuy Diệp Húc khiến cho hắn ngạc nhiên, nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản sát tâm của hắn đối với Diệp Húc được. Đột nhiên, một cái chảo lớn màu xanh xuất hiện từ một phía khác, nắm lấy đầu ưng xà, dùng sức siết chặt, đầu rắn bị siết cho dập nát, nguyên khí tản ra bốn phía, phát ra mênh mông tiếng nổ, ép cho mọi người ngã trái ngã phải, sóng khí thậm chí đẩy bay cả Diệp Húc. Mã Tam Bảo, ngươi dám cản ta sao? Diệp Tư Manh đột nhiên quay đầu lại, lửa giận hừng hực trong mắt. Mã Tam Bảo đứng cách đó không xa, một con dao long màu xanh xuất hiện từ trong đan điền của hắn, vây quanh thân hình của hắn vài vòng, dữ tợn hung ác, đầu dương lên nhìn thẳng vào Diệp Tư Manh. Vừa rồi đúng là nguyên khí dao long này giơ chảo ra bóp nát đầu con ưng xà. Tư Manh lão gia, nơi đây là mã trường, bất kể người nào tiến vào đều phải tuân thủ quy củ của mã mỗ, người không thể có ngoại lệ được. Mã Tam Bảo thần sắc thản nhiên hạ giọng nói. Diệp Tư Manh nhìn chằm chằm vào nguyên khí dao long của Mã Tam Bảo. Tuy ưng xà song kích tề danh cùng thanh dao kiểu kích, uy lực không phân cao thấp, nhưng uy lực thực tế của ưng xà song kích còn lâu mới bị được với thanh dao kích của Mã Tam Bảo. Nguyên nhân là do khi tu luyện vô pháp, Diệp Tư Manh chỉ cầu nhanh, cầu nhiều, tu vi nguyên khí chưa thâm hậu đã hoàn toàn diễn hóa ra ưng xà, nhìn có vẻ uy mãnh, thế nhưng uy lực thực tế lại không cường đại như vậy. Mã Tam Bảo lại tuần tự theo các bước, tuy chưa hoàn thành diễn hóa thành dao, thế nhưng uy lực lớn gấp mấy lần ưng xà của hắn.
Huống chi tu vi của Mã Tam Bảo cũng tinh thâm hơn hắn rất nhiều, bây giờ đã là vũ sĩ bổ nguyên tứ phẩm, giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn. Cẩu nô tài, ngươi còn chưa tránh ra sao? Hay là ngươi muốn tạo phản? Phương phu nhân lao ra từ trong đám người, hung tợn nói với Mã Tam Bảo: một tên nô tài không ngờ dám ra tay với chủ nhân sao? Còn không mau quỳ xuống, cúi đầu nhận sai đi. Sắc mặt của Mã Tam Bảo trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên người Phương phu nhân, như đang nhìn một người đàn bà ngang ngược. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hắn hừ lạnh: muốn Mã Mỗ dập đầu nhận sai, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ta 24 tuổi đã là tiên thiên võ đạo, trở thành vu sĩ được phù chú coi trọng, cho phép Mã Mỗ thoát khỏi nô tịch rồi. Phương phu nhân mở mồm: là một tên nô tài, vậy đặt phù chú ở chỗ nào? Tiện nô. Phương phu nhân còn muốn mắng tiếp, Diệp Tư Manh đã giữ chặt tay nàng, xoay người đi, cười lạnh: không cần nói lời phố nghĩa với hắn, cái tên tiểu xúc sinh Diệp Phúc này giết Kiên Nhi, phạm vào gia pháp, việc này tự nhiên có nội phủ xử trí. Mã Tam Bảo, người cứ cẩn thận. Hai người đi ra khỏi mã tràng, Phương phu nhân bỏ tay hắn ra, cả giận mà nói: Diệp Tư Manh, người dễ dàng buông tha cho hắn như vậy sao? Mối thủ giết con, người có báo hay không? Thủ giết con, đương nhiên phải báo. Sắc mặt của Diệp Tư Manh âm lãnh, quay đầu nhìn mã tràng một cái, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng: nhưng tu vi của Mã Tam Bảo cao hơn ta, hơn nữa phủ chủ cũng coi trọng hắn. Ở trong phố, địa vị của ta không cao, lại thêm Mã Tam Bảo xen vào, ta căn bản không làm gì được Diệp Phúc cả. Chỉ bằng dùng sức bên ngoài tới giúp mới có thể giải quyết được tên tiểu xúc sinh này. Ánh mắt của Phương phu nhân lóe lên, nàng nghĩ đến nhà đẻ của mình, một nhà vu hoang thế gia lãnh đời ở Liễu Châu, Phương gia. Nghe nói tên xúc sinh Diệp Phúc đã giết Phương Đồng, con trai của tứ ca Trung Sơn. Hắn không thể lột ra tên tiểu tử này, không bằng đi tìm hắn, thù mới hận cũ, để cho Trung Sơn ra tay loại bỏ tên xúc sinh này. Diệp Tư Manh lại đang nghĩ đến nội phủ của Diệp gia. Ở Diệp phủ không chỉ có một mình ta muốn tên xúc sinh này chết đi. Nhị ca Tư Mẫn là tổng quản nội phủ, phụ trách quản lý tất cả vụ việc trong nội phủ, quyền lực chỉ kém có phủ chủ. Tên Diệp Phúc này giết tên nô tài dưới tay của hắn, Diệp Ly, không khác nào tát cho hắn một phát cả. Hơn nữa trong đám con cháu tôn thất nội phủ, trừ Diệp Phúc chỉ còn con hắn là Diệp Phong là có hy vọng trở thành ứng cử viên đảm nhiệm phủ chủ. Nhị ca ước gì là có thể giết đi tên tiểu xuất sinh này. Giữa mã tràng, Mã Tam Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Phúc, lộ ra thần sắc tán thưởng: thật ra tu vi của ngươi tiến bộ quả thật là thần tốc cả. Thậm chí ngay cả Diệp Ly cũng chết ở trong tay của ngươi, xem ra lễ săn thú ngươi có thu hoạch không nhỏ. Diệp Phúc cười khổ, đích xác hắn đạt được đủ loại ưu đãi trong lễ săn thú, tuy nhiên cũng vì thế mà đắc tội với không ít người. Hiện giờ kẻ thù của hắn trải rộng khắp Liễu Châu, thậm chí số người trong Diệp phủ muốn giết hắn cũng chẳng ít. Hiện giờ hắn nhìn khắp nơi đều thấy địch nhân, người thật sự tốt với hắn chỉ ít ỏi vài người. Mã Tam Bảo dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, lên tiếng: thật ra không cần lo lắng, phủ chủ sẽ áp chế vụ Diệp Kiên, mặc dù nội phủ sẽ xử trí ngươi, thế nhưng không quá nặng đâu. Diệp Phúc thở phào một cái, suy nghĩ của Mã Tam Bảo và phủ chủ không xa nhau lắm. Hắn nói như vậy khẳng định là đại biểu cho ý kiến của Diệp Tư Đạo. Thế nhưng mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, mới hôm nay thất gia cần phải cẩn thận một chút, tốt nhất là không nên ra ngoài. Mã Tam Bảo lại dặn dò thêm. Đám người liền tản đi, mã tràng lại khôi phục sự yên tĩnh. Diệp Phúc móc tay gọi Kiều Kiều, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch môn của nàng. Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt, không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy từ ngón tay của hắn có một cỗ chân khí cuồn cuộn, dũng mãnh chảy vào trong cơ thể của mình, chạy dọc theo kinh mạch bốn phía, chỉ trong vài lần hô hấp đã chạy vòng quanh kinh mạch toàn thân của nàng một vòng. Cái cảm giác này vừa tê vừa ngứa, lại hơi thoải mái, như bị bàn tay của hắn sờ mó toàn thân trên dưới một lần, không khỏi khiến cho nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chân khí của hắn đi một vòng quanh kinh mạch của Kiều Kiều, cũng không phát hiện thể chất Kiều Kiều có điểm lạ nào. Trầm ngâm một chút, thương minh chân khí của hắn lập tức tụ lại thành một đoàn, đem theo một tia ý thức chậm rãi tiến vào bên trong đan điền của nàng. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ phát sinh xung đột với huyền minh chân khí của Kiều Kiều, hơi có một chút vô ý sẽ phế bỏ tu vi của nàng, khiến nàng bị trọng thương. Do vậy Diệp Húc rất cẩn thận, không dám đi nhầm một bước. Không ngờ thương minh chân khí vừa đi vào đan điền của Kiều Kiều, Diệp Húc không gặp bất cứ sự phản kháng nào cả. Hiển nhiên cô gái này hoàn toàn không hề phòng bị hắn, một lòng tin tưởng hắn. Chân khí và ý thức của hắn tiến vào đan điền của Kiều Kiều, lập tức phát hiện đan điền của nàng khác với người thường một trời một vực. Đan điền người thường vốn trống không, chỉ có chân khí do chính mình tu luyện, mà đan điền của Kiều Kiều lại chứa một quả cầu nước rất lớn màu lam, lơ lửng trong không trung, che khuất cả nửa bầu trời.
quả cầu nước này từ từ chuyển động, có vẻ rất nặng, mà huyền minh chân khí của nàng thì hội tụ lại thành một con sông tinh tế, ước chừng có khoảng hơn 20 nhánh, theo quả cầu nước chảy tới chảy lui như ngân hà đổi chiều, vô cùng rực rỡ. Nhưng so với quả cầu nước này, thương minh chân khí của nàng có vẻ quá bé nhỏ, từ xa nhìn lại giống như một sợi dây nhỏ màu ngọc bích được buộc phía trên quả cầu nước vậy. Diệp Húc nhìn quả cầu nước này trong lòng hoảng sợ. Từ quả cầu nước này phát ra một cỗ hơi thở chí âm chí nhu, mênh mông bất tận, không ngừng sinh ra huyền minh chân khí. Khó trách tu vi của Kiều Kiều tăng trưởng nhanh như vậy. Chẳng lẽ thể chất Kiều Kiều là thủy đức cộng công thể chất hay sao? Tổng cộng thể chất đặc thù bao gồm có 5 loại: hỏa đức trúc dung thân thể, thủy đức cộng công thân thể, kim đức thiếu hạo thân thể, thổ đức khẩu thổ thân thể, mộc đức cú mang thân thể. 5 loại thể chất này chỉ cần tu luyện tâm pháp tương ứng, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng, rất nhanh tiến vào tiên thiên, trở thành vô sĩ. Về thể chất đặc thù có rất nhiều truyền thuyết, ngay cả Diệp Tư Đạo cũng chưa từng nghĩ qua, gặp qua, càng không phải nói đến Diệp Húc. Cụ thể thủy đức cộng công thân thể hình dáng thế nào hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, cho dù Kiều Kiều không phải là thủy đức cộng công thân thể, quả cầu nước trong đan điền của nàng cũng đủ để cho nàng tu luyện tốc độ nhanh kinh người, một đường tiến thẳng vào cửa tiên thiên. So sánh giữa người với người thật khiến người ta tức chết mà. Trong lòng của Diệp Húc phẫn nộ mà nói, hắn cần cù khổ luyện, muốn đột phá một cảnh giới đều khiến cho hắn bỏ ra cố gắng gấp 10 lần, mà đây đã là thiên tài so với người bình thường. Nhưng với Kiều Kiều, cánh cửa hạn chế đột phá cảnh giới này gần như không tồn tại. Quả cầu nước kia sẽ không ngừng cung cấp huyền minh chân khí cho nàng, đánh tan tất cả các trạm kiểm soát. Kiều Kiều có thể chất như vậy, không biết là phúc hay là họa đây. Trong lòng Diệp Húc trầm ngâm, đem chuyện này áp chế dưới đáy lòng, không hề nói cho ai biết. Ảnh hưởng của thể chất đặc thù rất lớn, thiên tài như hắn lọt vào thù hận giết người nhiều như vậy. Nếu chuyện đặc thù thể chất của Kiều Kiều bị truyền ra ngoài, chỉ sợ Diệp Phủ cũng không bảo vệ cho nàng được. Giải quyết xong vấn đề này, Diệp Húc lập tức thôi động chân khí, vận chuyển thương minh luyện thể quyết, muốn phân giải tiên thiên đao cương của Diệp Ly. Tiên thiên đao cương của Diệp Ly đã hoàn toàn bị Bạch Ngọc Lâu nghiền nát, biến thành một đóa thương vân cực lớn, chẳng có uy hiếp gì nhiều tới hắn cả. Dù vậy, luyện hóa đóa thương vân này vẫn tiêu phí thời gian 2 ngày của hắn. Đóa thương vân này ẩn chứa nửa đời công lực của Diệp Ly, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, trong đan điền của hắn, tử vân hơn 3.000 đóa đã tăng mạnh đến 9.999 đóa. Con số này đã là cực hạn khả năng đan điền có thể chứa được, cho dù tiếp tục tu luyện cũng sẽ không gia tăng thêm nữa. Diệp Húc luyện hóa hơn một nửa tiên thiên đao cương còn lại, lại mượn áp lực của tiên thiên cương khí mạnh mẽ dung hợp với tử vân. Dưới áp lực lớn như vậy, từng đóa tử vân bị ép đến cực hạn, lần lượt vỡ ra, thôn phệ lẫn nhau, từ gần 1.000.000 đóa trở thành một đóa. Một tia cương khí từ từ sinh ra, phát ra lực lượng sung mãn mênh mông vô tận. Cùng lúc đó, thương minh luyện thể quyết của hắn tự động vận chuyển đến tầng thứ 10 của tâm pháp, càng ngày càng có nhiều cương khí được sinh ra, nhuộm đóa tử vân thành màu đen. Cương khí của hắn không tự giác được phát ra bên ngoài cơ thể, từng đạo cương khí màu đen xoay tròn quanh toàn thân của hắn. Tảng đá bản ở phía dưới chân hắn đều dần dần bị nứt ra, nứt vỡ, thanh thế so với trước đây càng khiến người ta phải sợ hãi. Diệp Húc há mồm, từ trong miệng của hắn bắn ra một đạo đao cương, đánh vào vách tường cao hơn mấy thước, đào khoét một cái động lên trên mặt tường. Đạo đao cương này là tiên thiên cương khí còn sót lại của Diệp Ly. Hiện giờ hắn đã tiến nhập vào tiên thiên võ đạo, cương khí của bản thân còn chất lượng hơn của Diệp Ly không chỉ một lần. Cương khí của Diệp Ly dĩ nhiên vô dụng với hắn, bởi vậy bị hắn bức ra ngoài cơ thể. Tiên thiên cương khí màu đen hóa thành một tia dòng chảy nhỏ bé nhất, chậm rãi dung nhập vào bên trong huyết dịch, cơ thịt, kinh mạch, huyết quản, thậm chí ngấm vào cả da tóc, từ từ cải tạo thân thể của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của mình đang tăng trưởng ở mức độ kinh khủng, thậm chí còn khủng bố hơn hồi tu luyện ở Ô Đầu Lĩnh. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể hắn sung mãn, khó có thể tưởng tượng được. Thân mình vừa khẽ động, xương cốt phát ra tiếng lách cách bạo vang, gân cốt khẽ nhúc nhích liền phát ra tiếng băng băng như khai cung xạ tiễn, cân cốt tể minh vậy. Đột nhiên Diệp Húc hít một hơi thật dài, vận chuyển cương khí, lồng ngực nhanh chóng nở ra như một quả cầu khí bành trướng, thân thể của hắn đột nhiên cao lên, trong khoảnh khắc đã tăng lên một thước, mà toàn thân hắn lại cấp tốc khô quắt lại, càng ngày càng gầy, xương bọc ra như một cây gậy trúc khoác lên bộ quần áo vậy. Cơ thể của hắn bị ép lại kinh khủng, mặc dù thân thể trở nên vừa khô vừa gầy, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn, nhưng Diệp Húc lại cảm giác được lực lượng của mình lại lớn hơn mấy lần. Đong một tiếng, một quyền của Diệp Húc đánh vào không trung, lập tức tạo thành một cỗ cuồng phong.
Sáu cánh cửa sổ trong phòng đều bị kình phong đập vỡ, âm thanh vang lên như một cái trống lớn làm từ da trâu vậy. Diệp Húc bị một quyền của chính mình làm cho hoảng sợ, hắn cũng không đoán được quyền phong của mình, không ngờ lại mạnh đến như vậy. Hiện giờ ta chỉ dựa vào lực lượng thân thể là đã có thể mạnh mẽ chống lại tiên thiên đao cương của Diệp Ly được rồi. Một quyền này của hắn vẫn chưa xuất toàn lực đã mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ tiên thiên cương khí của hắn rất có chất lượng, còn có một nguyên nhân khác, đó là do hắn đã tu luyện thân thể đến mức tiên thiên. Thương Minh luyện thể quyết có tổng cộng thập tam trọng tâm pháp. Đệ thập nhất trọng tâm pháp tập trung vào ôn dưỡng cương khí, biến cương khí trở nên càng cường đại. Đệ thập nhị trọng tâm pháp là bắn cương khí ra ngoài, cương khí ngoại phóng, rèn luyện đao cương. Đệ thập tam trọng tâm pháp là rèn luyện thân thể, luyện thành tiên thiên thân thể, ngưng tụ tiên thiên bá thể. Hiện tại, hắn vừa mới tu luyện ra cương khí, tu vi còn chưa thâm hậu, cách cảnh giới ngưng khí thành đao, tiên thiên đao cương một quãng nhất định. Nếu cương khí của hắn có thể mạnh mẽ hơn một tầng nữa, đạt tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, như vậy hắn có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tối cao của võ đạo, tiên thiên bá thể. Thương Minh bá thể của Diệp gia, Hậu Thổ bá thể của Chu gia và Cương Dương bá thể của Phương gia được xưng là ba loại thần công bá thể vô cùng mạnh mẽ. Mà Thương Minh luyện thể quyết của hắn đã được sửa chữa, uy lực của Thương Minh bá thể đã vượt xa hai loại bất. Hắn tán đi cương khí màu đen, thể trạng nhanh chóng phục hồi như cũ, lại biến về bộ dáng vốn có. Diệp Phúc thở dài một tiếng, ngơ ngác nhìn hai tay mình, sự vui mừng lộ ra ở trong mắt. Tiên thiên, rốt cục ta đã bước vào tiên thiên võ đạo. Trước đây khi ở cảnh giới này, hắn đã bị đánh thành phế nhân, bây giờ lại trở về tiên thiên, tâm tình có chút phức tạp, có một chút ảo giác như một người sống qua hai đời vậy. Hắn tĩnh hạ tâm thần, tiếp tục cần tu khổ luyện, đánh sâu vào cảnh giới cương khí ngoại phóng. Chỉ cần đánh sâu vào cảnh giới cương khí ngoại phóng, hắn liền có thể lập tức tu thành Thương Minh bá thể, bước vào cảnh giới võ đạo cao nhất. Hơn nữa, theo từng bước tu luyện, hắn còn phát hiện ra Thương Minh luyện thể quyết chắc chắn không chỉ có thập tam trọng cảnh giới, chắc hẳn vẫn còn tâm pháp ở phía sau, có thể suy diễn võ đạo đến một trình độ rất cao. Phát hiện này không phải là nhỏ, tiên thiên bá thể là cảnh giới võ đạo cao nhất, đây là kiến thức phổ thông mọi người đều biết được trong trăm ngàn năm qua. Nếu Thương Minh luyện thể quyết thật sự còn có tâm pháp phía sau, đây là chuyện sẽ phá vỡ hoàn toàn kiến thức phổ thông đấy. Cảnh giới cao nhất của võ đạo rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào? Có phải là không cần kết nối với thiên địa, đạt được sự tán thành của thiên đạo, liền có thể dùng võ nhập vu, phải không đây? Diệp Phúc trong lòng sung sướng chờ mong. Tuy nhiên, hắn lại ngừng việc tu luyện, tầng tâm pháp đệ thập trọng của Thương Minh luyện thực quyết khiến hắn có cảm giác không tự nhiên. Tu vi càng thâm hậu, Diệp Phúc càng cảm giác được tâm pháp đệ thập thất trọng không thể thôi động tất cả cương khí. Tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, hơn nữa lại hạn chế phát huy thực lực của hắn. Chuyện này giống như hai tay rõ ràng có lực lượng cả trăm cân, thế nhưng lại chỉ có thể nhấc được vật nặng 30 cân. Hắn đã sửa đổi thành Thương Minh luyện thể quyết kiểu mới, dĩ nhiên không thể thôi động được tất cả cương khí, khiến cho thực lực của hắn gặp rất nhiều hạn chế. Muốn giải quyết khiếm khuyết của Thương Minh luyện thể quyết, chỉ có thể đi vu khố tìm bản Thương Minh luyện thể quyết hoàn chỉnh mà thôi. Diệp Phúc trầm tư một lát, đi tìm Mã Tam Bảo, chỉ thấy người vu sĩ trẻ tuổi này đang phun ra nút vào thiên địa nguyên khí. Đỉnh đầu của hắn như xuất hiện một dòng lốc xoáy nhỏ, hút nguyên khí bốn phía vào trong cơ thể. Thật ra có chuyện gì vậy? Mã Tam Bảo mở mắt, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ đạo. Diệp Húc khiến cho hắn kiếp sợ thật lớn. Mã Tam Bảo có chút cảm giác rằng mình đã chết lặng. À, trường chủ, người kiến thức rộng rãi, người có biết trong vu khố của Diệp phủ ta có bản hoàn chỉnh Thương Minh luyện thể quyết phải không? Sao? Người chắc chắn đang nói đến vu khố mà không phải vu khố sao? Mã Tam Bảo mặt nhăn mày nhíu, suy tư một lát, lắc đầu nói: trong vu khố làm sao có thể có tâm pháp võ đạo được? Thật ra người vốn tu luyện Thương Minh luyện thể quyết, chẳng lẽ không phải bản hoàn chỉnh hay sao? Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu nói: Thương Minh luyện thể quyết của ta phát sinh biến hóa mới, càng tốt hơn tâm pháp tu luyện vốn có. Thương Minh chân khí từ màu xanh chuyển sang màu tím, rồi lại từ màu tím biến thành màu đen. Hơn nữa tốc độ tu luyện càng nhanh hơn trước đây. Vì vậy ta nghi ngờ Diệp phủ ta vẫn còn một bộ Thương Minh luyện thể quyết, thậm chí có khả năng là tâm pháp vu đạo kìa. Mã Tam Bảo suy nghĩ một chút cẩn thận, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nói: trong vu khố đúng là không có Thương Minh luyện thể quyết, nhưng ta đã từng nghe qua một giai thoại. Nghe nói Thương Minh luyện thể quyết là do tổ tiên khai sáng, Diệp gia sáng chế ra. Vị tổ tiên này là kỳ tài võ học, trong một lần xảo hợp cơ duyên có được một môn tâm pháp vu đạo. Khi đó hắn chưa là vu sĩ, không thể tu luyện tâm pháp vu đạo được. Thế nhưng bằng thông minh tài trí của mình, hắn đã ngộ ra Thương Minh luyện thể quyết từ môn tâm pháp này. Diệp Húc tim đập thình thịch, vội vàng lên tiếng hỏi:
Vậy môn thân pháp này gọi là gì vậy? Là cửu chuyển nguyên công. Mã Tam Bảo phun ra ngụm chọc khí, lắc đầu nói: Tuy nhiên cửu chuyển nguyên công rất khó tu luyện, thậm chí ngay cả vị tổ tiên Diệp gia kia cũng không tu luyện thành công, đành phải gác xó môn tâm pháp này cất trong vũ khố của Diệp phủ. 300 năm qua có không ít con cháu Diệp gia đã thử tu luyện cửu chuyển nguyên công, thế nhưng đều không luyện thành. Nghe nói tu luyện môn tâm pháp này chẳng những không gia tăng tu vi, ngược lại còn rút đi nguyên khí của người tu luyện kìa. Tu vi không tăng mà giảm, có thể nói là mất nhiều hơn được, bởi vậy bị gọi là tâm pháp vô bổ. Sao? Tâm pháp vô bổ ư? Diệp Húc lắc nhẹ đầu. Cửu chuyển nguyên công chắc chắn không phải là vô bổ. Thương minh luyện tử quyết chỉ là võ học được diễn hóa ra từ môn tâm pháp vô đạo này, liền tạo nên bao nhiêu vô sĩ cho Diệp gia, như thế nào lại có khả năng là vô bổ đây? Hơn nữa, tâm pháp mới hắn lĩnh ngộ chỉ là bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn, nhưng so sánh với thương minh luyện tử quyết, hắn vốn luyện thì tốc độ tu luyện nhanh hơn, chân khí tinh thuần hơn, hơn nữa cải tạo thân thể đạt tới cảnh giới vô cùng khủng bố, vượt xa hậu thổ bá thể thần công của Chu gia và cửu dương liệt hỏa thần công của Phương gia. Hậu thổ bá thể thần công, cửu dương liệt hỏa thần công đều là tuyệt học võ đạo đứng đầu thế gian, diễn hóa võ học đến mức tận cùng. Bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn đã vượt xa hai môn tuyệt học này, vậy bản đầy đủ còn khủng bố đến mức nào đây? Cửu chuyển nguyên công ta nhất định phải có được. Hắn rời khỏi Mã Tràng đi đến Liễu Châu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.